Muốn chết tại sao mà lao đầu xe người ta? Anh giúp em với, bố em sắp chết rồi. Bố có chết thì phải gọi cấp cứu chứ, xe này không chở được đâu. Anh giúp em, cả đời bố ba. Có chuyện gì đấy, có chuyện gì? Bố cô làm sao? Bố em đi làm đồng về thì bị gục ở trong sân à. Anh ơi, anh giúp em với, nhà chỉ có hai bố con em thôi. Nhà cô ở đâu? Nhà em ở ngay trong kia. Mẹ em vẫy từ nãy giờ mà không xe nào dừng lại cả. Thôi, giúp người ta đi. Em còn anh, em còn đây ạ. Thế anh Hoàng đợt này có ở nhà không chị? Ui dồi ui, ông ấy đi công tác suốt như thế, một mình chị chăm sóc hai đứa vất vả lắm. Em đang đi du lịch với cả đoàn thanh niên. Mai về em sẽ vào viện thăm bé. Chị yên tâm nhá. Vâng ạ, nhất trí. Em chị ạ. Dạ. Xuống đây với em đi. Thôi, anh đã chờ điện thoại của đối tác. Thế còn đòi ra đây làm gì? Thì nhớ mới ra chứ sao. Đấy, về sang lên phòng. Nhưng mà tí đừng uống rượu say mềm ấy nhá, không lại bỏ bê em đấy. Chưa biết ai bỏ ai đâu. Yên tâm, cả đêm cho em phải chưa. Anh là thằng khốn nạn. Sao cậu... Anh có còn là con người nữa không? Con bé nó vừa mới mổ tim vẫn còn đang nằm viện đấy. Thật ra là... Hôm nay công ty anh có một buổi training ở đây. Thế cho nên là... Anh không thể vắng mặt được. Cái lý do của anh chỉnh đáng quá mà. Chị tôi đã mù quáng khi dành hết tình cảm cho anh, hy sinh cả sự nghiệp để cho anh phát triển. Vậy mà anh khốn nạn thế à? Cậu Tân, cậu Tân, cậu bình tĩnh đã nào. Cậu Tân, cậu nghe anh nói đã. Cậu nghe anh nói đã nào. Cậu Tân. Anh biết, anh biết là anh đã sai. Nếu cậu nói chuyện này với cả chị Phương thì gia đình anh sẽ tan nát hết. Rồi cuối cùng khổ nhất vẫn là bọn trẻ. Chuyện của anh với cả cô ta cũng chỉ là chuyện qua đường thôi mà, chứ không như cậu hình dung đâu. Cậu Tân, anh xin cậu, cậu hãy vì gia đình mình, vì các cháu, cậu cho anh cơ hội để được sửa sai nhé. Anh hứa với cậu, anh sẽ chấm dứt ngay chuyện này. Cậu tin anh đi nhé. Anh Việt bảo em đưa tài liệu cho anh. Tôi đã gọi cho Việt rồi. Lần sau làm việc thì lên công ty. Nhưng mà thực sự em rất nhớ anh. Trong việc này là do tôi sai, sai ngay từ đầu. Thế nên cái sai này cần phải chấm dứt. Em không cần anh phải làm gì cả. Em chỉ cần thỉnh thoảng được hỏi thăm anh thôi. Tôi nhắc lại, đừng tìm cách lại gần tôi, nhất là gia đình tôi. Cô là người thông minh, đừng để mất những gì đã có. Anh Hoàng, chúc mừng ông nha. Hôm nay anh đưa cả phu nhân tới thế này, vinh dự quá. Xin phép anh Hoàng lát nữa cho tôi được giới thiệu vợ tôi với chị nhà nhé, để cô ấy học hỏi một chút. Vợ tôi mới được một phần như chị Phương ấy, tuyệt vời quá. Ông lại khiêm tốn rồi. Xin phép anh. Hai. Dạ. Tiêu Minh Hoàng giúp anh. Em chào anh chị ạ. Rất hân hạnh được đón tiếp anh chị. Em xin tự giới thiệu, em là Hà, nhân viên của anh Việt ạ. Anh Hoàng là giúp đỡ bọn em nhiều lắm đấy ạ. Mà cũng nhờ anh Hoàng mà em mới có ngày hôm nay đấy. Cô lại quá lời rồi. Thật ra cũng là một phần cô có năng lực, chứ không Việt đã đuổi cô lâu rồi. Mà này, tôi thấy dạo này lãnh đạo khen nhiều lắm đấy nhé. Đấy là do các anh yêu ái em đấy chứ ạ. À chị, thì em đưa chị lên trên tìm chỗ ngồi cho mát nhá. Ở dưới này hơi nóng đúng không ạ? Anh, tí nữa xin phép anh là phải cho em mời anh một ly đấy nhá. À, em xin phép mời chị ạ.
Em tìm anh mãi. Uống với em thêm một ly nhá. Em không có hứng thú. May mà dự án lần này liên danh với Thành Nam nên em mới có cơ hội được gặp anh. Cũng lâu lắm rồi nhỉ. Anh yên tâm, em vẫn luôn biết ơn anh nên em sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là có lợi cho anh. Ý em nói là công việc thôi. Bảo sao mà hôm trước em lên tìm anh thấy anh có vẻ đề phòng em hơi quá đấy. Có thể đối với anh bây giờ em không còn được để mắt như trước nữa, nhưng với em vẫn trước sau như một. Anh cần bất cứ việc gì em sẽ làm cho anh hết. Cảm ơn cô. Giờ tôi phải đi đã. Từ từ đã. Em chủ động tìm anh là vì có một số thông tin bên lề liên quan đến Thành Nam mà anh cần lưu tâm đấy. Tin chính xác của Sở Kế hoạch Đầu tư. Cô có vẻ thân với anh Mạnh Phó Giám đốc Sở nhỉ? Chuyện này để lúc khác nói đi. Giờ tôi mệt rồi. Anh mệt à? Lúc tối em thấy anh bị chuốc rượu hơi nhiều đấy. Hay để em gọi cho anh cốc chanh muối nhá. Đã có một ly nước chanh như ý. Anh uống đi. Cảm ơn. Như cô vừa nói, Thành Nam cũng đang có động thái tháo gỡ. Và cô cũng biết rằng trong kinh doanh không phải lúc nào mọi việc cũng có thể làm một cách chuẩn chỉ được. Thôi, em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa đâu. Mình nói chuyện khác đi. Chuyện quan trọng hơn. Anh có muốn nghe không? Phải cố quên đi người mình yêu là một chuyện vô cùng khó đối với em. Anh sao thế? Sợ chóng mặt thế nhỉ? Chắc là do anh uống nhiều rượu quá đấy. Anh uống thêm một chút đi. Anh uống thêm chút nữa đi cho giải rượu. Về của bên Thành Nam, em có thể giúp anh kết nối được không? Anh không cần nói, em cũng đã làm trước rồi. Giám đốc Thành Nam đã gặp được anh Mạnh, tuy nhiên chưa đạt được thỏa thuận. Anh có muốn em set up cho một buổi gặp riêng không? Nhưng chỉ có em, anh và anh Mạnh thôi. Anh uống với em một ly nhá. Hôm nay em vui lắm. Hết nhá. Tại sao cô lại làm như vậy? Tóm lại là cô muốn gì? Em không làm. Cô không làm? Cô không làm thì ai làm? Ai thuê cô? Chúng tôi trả cô bao nhiêu? Vì em yêu anh. Yêu? Cô bị điên à? Bỏ ra. Một là cô mở máy xóa clip đi. Nếu không tôi đập máy đấy. Tại sao em phải làm vậy? Thì tóm lại là cô muốn cái gì?
Muốn tôi bỏ vợ lấy cô à? Đồ thần kinh! Em không thần kinh. Anh đừng để em phải tung cái này ra. Cô không dám đâu. Vì nếu đưa lên là cô sẽ mất đấy. Nhưng anh sẽ mất nhiều hơn em đấy. Mất tất. Đầu tiên, vợ anh sẽ rất sốc và sẽ không tha thứ cho anh chuyện này đâu. Khi đó, anh sẽ là của em. Cô bớt ảo tưởng đi. Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Anh tự tin nhỉ? Chắc chắn vợ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Không bao giờ. Nên tốt nhất để em đẹp cho cả ba, anh bỏ vợ trước đi. Tôi nhắc cho cô lần cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình mình đâu. Không bao giờ. Coi như em chịu thiệt một chút đi. Em sẽ không cần danh phận gì cả. Em chấp nhận làm trà xanh, sugar baby, con giáp thứ 13 hay gì gì đó cũng được. Tùy theo cách gọi của anh, em sẽ chấp nhận hết. Vì 5 năm qua em chưa bao giờ hết yêu anh. Cho dù anh có đối xử với em như thế nào đi nữa. Anh nghĩ đi, được không anh? Anh đồng ý. Nhưng trước hết em phải xóa clip đi. Vì nếu để thế này sẽ ảnh hưởng đến cả hai đấy. Anh tự làm đi. Em bảo này, em còn giữ một bàn ở chỗ khác nữa cơ. Để phòng anh nuốt lời chứ. Coi như là một sự cam kết, đảm bảo cho sự bền vững của tình yêu. Cô, để nhá, có gì tôi gọi lại sau. Anh có vẻ muốn tránh mặt em à? Đâu. Chẳng qua tôi có cuộc gọi quan trọng. Em biết là anh bận mà. Thảo nào em gửi quà sinh nhật chả thấy có cuộc gọi nhỡ nào cả. Cảm ơn. Thế có phải nhét xuống bàn làm việc không? Mang về chị nhà lại hỏi han đấy. Không đến mức đó. Em cũng muốn tìm một dịp nào đó để nói lời cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em mới có ngày hôm nay. Công việc của cô có vẻ thuận lợi. Lãnh đạo công ty khen lắm đó. Em cảm ơn. Thế có nghĩa là anh vẫn để ý đến em. Anh vào họp rồi. Dạ. Nếu anh bận việc thì đi trước đi. Mình gặp nhau sau nhé. Chào cô. Tôi không phải tù giam lỏng nên đi đâu là quyền của tôi. Nếu anh mà không chơi đẹp, tôi sẽ nói hết tất cả mọi thứ cho anh ấy biết đấy.
tất cả các cuộc giao dịch của chúng ta tôi đều ghi âm lại hết rồi. Nên anh đừng có nói cái giọng đấy với tôi. Nếu cô muốn mọi chuyện nhẹ nhàng, lên nhà nói chuyện đi. Anh có muốn uống gì không? Tại sao cô hại tôi? Em không hề có ý định đó. Em thực sự có tình cảm với anh. Đều là do em bị ép thôi. Ai? Ai ép cô? Nói! Em không biết. Cô đừng có vờ vịt. Chúng nó cho cô bao nhiêu tiền để hại tôi? Em nói thật với anh nhá. Ở cương vị của anh ấy, không người này thì cũng sẽ có người khác hãm hại thôi. Ai bảo trước đây anh lại ruồng bỏ em nên mới có ngày hôm nay. Cô nói cái gì? Tất cả những gì cô yêu cầu tôi đều đáp ứng hết cơ mà. Cô muốn gì nữa? Anh nghĩ em tin anh à? Chúng ta đều như nhau, vì lợi ích mà bất chấp tất cả. Em đã không là con bé ngu ngơ của 5 năm về trước, chấp nhận tình một đêm rồi để anh ném ra ngoài đường như vậy đâu. 5 năm qua em chỉ chờ có cơ hội như thế này thôi. Để tiền. Còn vợ anh xem xong clip chắc mở mang tầm mắt với chồng mình lắm đấy nhỉ. Không ngờ nổi luôn đúng không? Anh ngủ với cô ta mấy lần? À không, tôi phải hỏi là anh để cho cô ta lấy tình trả ơn anh mấy lần? Anh xin lỗi. Thời điểm đó... Anh trả lời thẳng vào câu hỏi đi. Sau khi gặp cậu Tân, anh đã chủ động chấm dứt. Và lần vừa rồi em cũng đã thấy. Chắc chắn không? Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Đó chỉ là quá khứ thôi. Với tôi nó không phải là quá khứ. Tôi đang phải chịu hệ lụy về việc này. Mà không chỉ có tôi chịu, các con anh cũng phải chịu. Nếu anh là một người nghĩ cho gia đình thì từ bây giờ trở đi tôi và anh đừng cố ở cạnh nhau nữa. Phương, thế nếu anh không chịu thì sao? Anh biết Thư nghỉ học, lý do vì sao anh rõ mà. Vì mẹ của anh không muốn cháu của mình phải chịu những lời đàm tiếu ở sau lưng giống như thằng Khang. Mà con bé thì không có trái tim mạnh mẽ như anh của nó. Nó không thể dùng nắm đấm để giữ thể diện của mình. Tôi xin anh, hãy để cho ba mẹ con tôi dọn ra ngoài ở một cách thuận lợi. Anh vẫn luôn nói là vì ba mẹ con. Anh ấy vì chúng tôi thêm một lần nữa. Thế còn bọn trẻ? Khang nó đã đồng ý với tôi việc này. Nhưng còn Thư, anh ấy tìm cách để nói chuyện với cả con bé. Lý do thế nào cũng được, miễn sao con bé hiểu rằng việc dọn ra ngoài ở mà không có bố là lựa chọn duy nhất. Còn việc này nữa, anh có thể chu cấp cho hai đứa trẻ, vì đó cũng là trách nhiệm của anh. Tôi không cản. Nhưng từ giây phút này trở đi, tôi sẽ tự sống bằng tiền mà tôi tự kiếm ra. Mà tôi cũng xin phép sẽ bán chiếc xe mà anh đã tặng tôi. Em không cần phải làm như vậy. Anh có thể... Anh không phải là người quyết định nữa rồi.